Xin chào các bạn, thì anh là Thông. Thì hôm nay trong cái chuỗi video vẫn cứ là cái tiếp tục cái chuỗi video 1.000 video động lực cho các bạn ôn thi nội trú Hà Nội nhá. Thì anh sẽ trình bày với các bạn một cái thuốc điều trị đái tháo đường, đấy là cái thuốc ức chế men dipeptidyl peptida 4, gọi tắt là DPP4 nhá, để điều trị đái tháo đường rồi nhá. Thì để mà hiểu về cái thuốc này thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu về cái dược lý, cái cơ chế tác dụng của nó nhá. Thì đó, các bạn nhìn vào đây, nhìn vào màn hình đây, thì đây là cái con đường thu nhận đường theo cái đường ăn uống của mình, thì nó qua dinh dưỡng, gọi là dinh dưỡng qua đường ruột. Tại sao anh ấy nói như thế? Bởi vì cái đường ấy của mình ấy thì có thể tiếp nhận qua đường nào nữa nếu mà không qua ăn uống? Có thể theo đường là gì, qua đường tĩnh mạch nữa, đúng không? Đó, qua đường tĩnh mạch. Và các bạn để mà hiểu được về cái thuốc này nhá, thì các bạn phải hiểu được, thứ nhất bạn phải hiểu được cái hiệu ứng, đó là cái hiệu ứng gì, đó là cái hiệu ứng là incretin, đúng không? Incretin đó. Như vậy cái hiệu ứng, nó làm cái hiệu ứng incretin nó là như thế nào? Tóm lại ấy, là nhá, hiệu ứng incretin người ta nói rằng là gì, khi mà cái nồng độ đường trong máu nhá tăng lên qua cái quá trình ăn uống, được chưa? Đấy, thì nó sẽ dẫn đến bài tiết insulin nhiều hơn. Các bạn hiểu là trong cái trường hợp mà mình ăn uống ấy, so với cái lượng đường đưa vào tĩnh mạch ấy, thì insulin thì sao? Insulin này trong trường hợp này sẽ tiết ra nhiều hơn đó. Tại sao lại thế? Bởi vì cái hiệu ứng incretin này thì xảy ra trung gian qua các cái hormone của ruột, gây kích thích bài tiết insulin từ các tế bào beta đó, kích thích tiết insulin từ các tế bào beta của đảo lang hang nhá. Thì khi mà thu nhận qua đường miệng, đúng không? Thì và chúng ta biết rằng là gì, hai cái hormone, đúng không? Hai cái hormone incretin mà được nghiên cứu nhiều nhất đó là GIP, đúng không? Và gì? Và GLP-1, đó là GLP-1 đây này, các bạn nhìn đây này nhá. Đó, GLP-1. Thì sao? GLP-1 về cái sinh lý của nó thì cái thời gian bán thải của nó chỉ có khoảng độ 2 phút thôi nhá. Và bất hoạt nhanh chóng bởi cái DP4. Như vậy DP4 tóm lại là một cái enzyme nhá. Đó, và khi mà mình dùng cái thuốc, tức là đây là thuốc này, thì thuốc này sẽ ức chế cái enzyme này nhá, để chuyển, mà enzyme này chuyển thành dạng bất hoạt. Như vậy là sẽ giữ cái incretin này tồn tại lâu hơn ở trong máu, đúng không? Và cái incretin này, cái hormone ấy, thì sẽ ức chế tế bào alpha để giảm tiết glucagon và kích thích tế bào beta sản xuất insulin, được chưa? Đó, và qua đó thì sẽ làm giảm cái đường máu nhá, giảm đường máu, ok, hiểu chưa? Và cũng giảm cái breakdown, tức là cái phá vỡ cái phân tử glycogen để giải phóng đường vào trong này, để giải phóng đường vào trong tuần hoàn, đưa vào trong máu. Như vậy là qua cái việc là tăng tiết insulin đưa đường vào trong đâu, vào tế bào, và ức chế gan phân hủy glycogen thành glucose, qua đó sẽ làm giảm đường máu, được chưa? Đó thì cơ bản là nó sẽ là như vậy nhá. Ngoài ra thì cái incretin còn kích thích sự tăng sinh của tế bào beta nhá. Rồi thì các bạn cũng hiểu tương đối rồi, đúng không? Thì các bạn có thể nhìn thêm đây nhá, đó là cái GLP-1 này, đúng không? Và GIP, GIP viết tắt của Glycogen Dependent Insulin Inotropic Polypeptide nhá. Còn GLP-1 là gì? GLP-1 viết tắt của gì? GLP-1, cái này là viết tắt của cái này này. Cái này G là gì? G là glucagon này, được chưa? Glucagon nhá. L là gì? Là lipid, được chưa? P là gì? P là peptide. Đó, P là peptide. Ok. Còn GIP là gì? GIP là glucose, đúng không? Glucose dependent insulin nootropic, đúng không? Và P thì các bạn biết rồi, P là polypeptide, đúng không? Đó, từ những cái axit amin nhá. Đó, và cả GLP-1 và GIP thì sao, đều có nhiều các cơ chế tác dụng khác nhau để điều hòa glucose máu nhá.
thì nhờ vào cái nghiên cứu, các cái nghiên cứu hướng đến hai cái hormone này thì người ta sẽ sáng chế ra các cái loại thuốc điều trị đái đường. Và nhớ đây là đái đường tim mấy, đây là đái đường tim 2 nhá, đái đường tim 2. Đái đường thì có tim 1 và tim 2, được chưa? Ok, và các bạn nhớ đây thì là tim 2, tức là đái tháo đường, tức là sao, tức là tụy vẫn còn khả năng bài tiết insulin nhá, nhưng mà có thể thiếu hụt một cách tương đối hoặc là liên quan đến kháng insulin nhá. Thì các cái thuốc này nhá, thì các cái nhóm thuốc này thì sao, thì sẽ chỉ định điều trị trên bệnh nhân đái đường tim 2. Thì anh sẽ nói qua về các chỉ định của nó này nhá. Chỉ định thứ nhất là sao, là dùng đơn trị liệu cho bệnh nhân không kiểm soát đường máu tốt bằng chế độ ăn hoặc tập luyện đơn thuần và không thể sử dụng metformin nhá. Metformin, và không thể sử dụng metformin do có những chống chỉ định hoặc là bệnh nhân không dung nạp với metformin, đúng không? Đó là cái chỉ định thứ nhất, nhớ nhá. Ok, chỉ định thứ hai là gì? DPP4 thì sẽ phối hợp cùng các thuốc điều trị đái đường tiếp 2 khác, chẳng hạn như là phối hợp hai thuốc nhá. Ví dụ chẳng hạn như là mình phối hợp thuốc DPP4 nhá với lại metformin, nhá, hoặc là gì, hoặc là SU nhóm sulfuron ure tích kích tích tụy tiết insulin nhá, hoặc là gì, hoặc là TZD nhá, thiazolidine, đúng không? Hoặc là mình phối hợp ba thuốc, một DP4, DPP4 và gì, và một SU nhá, hòa metformin, được chưa? Đấy thì mình sẽ đem lại hiệu quả kiểm soát đường máu tốt hơn. Cái thứ ba ấy là gì, ba thì mình sẽ phối hợp với lại insulin đó, insulin nhá. Insulin có thể là gì, có hoặc là không có, có thể là có hoặc không có metformin nhá. Đấy cộng DPP4, khi mà tất cả các bạn nhớ là các cái chế độ ăn này, luyện tập và cái liều tiêm insulin ổn định nhưng mà không đem lại sự kiểm soát đường máu đầy đủ. Và khi mà mình cho thêm thuốc này thì mình cũng có phần là giảm bớt cái insulin này đi nhá, được chưa? Tức là đái đường ấy, mình sẽ kiểm soát đường máu dựa trên rất nhiều cái cơ chế, đúng không? Mục đích cao nhất của chúng ta phải là giảm được cái tỷ số thì chỉ số HbA1c nhá. Đó, và DP4 thì chỉ định nhá, thứ hai là chống chỉ định. Chống chỉ định thứ nhất là chống chỉ định trên bệnh nhân đái đường tim 1 nhá, hoặc là đái tháo đường đang có tình trạng nhiễm toàn ketone, được chưa? Thứ hai là cái thuốc gì thế, đúng không, thì là phụ nữ có thai nhá, hoặc là cho con bú. Thứ ba nhá là ở những cái trẻ nhỏ hơn 18 tuổi, nhưng mà phải cân nhắc, được chưa nhá. Thì về cơ bản ấy thì các cái thuốc hoặc là tình trên bệnh nhân có tình trạng gì, thứ tư là trên bệnh nhân có tình trạng suy thận đó nhá, thì các bạn nhớ là gì, cái có một cái test khi mà ôn thi nội trú ấy, thì hỏi rằng là gì, các cái thuốc nhóm DP4 thì có các loại nào và loại thuốc nào thì dùng trên bệnh nhân suy thận thì không cần phải chỉnh liều nhá. Thì anh sẽ điểm qua lại các cái thuốc cho bạn. Bạn nhớ là gì, có các cái thuốc này, thứ nhất này các bạn cứ kẻ một cái bảng ra, được chưa? Thứ nhất là vidagliptin, nhá. Thứ hai đấy là sitagliptin, nhá, được chưa? Thứ ba đấy là sa sa gliptin nhá, tức là có cái đuôi gliptin đó nhá. Thứ tư đấy là lina gliptin đó, thì các bạn nhớ là trong bốn cái này nhá, thì có cái thuốc này là đặc biệt này đó, ví dụ mà đi thi trắc nghiệm là hay hay hỏi này đó, lina gliptin. Thì những cái thuốc này ấy, thì nó khác nhau ở những cái gọi là cái đường đường thải trừ nhá, thải trừ, nhớ chưa? Thì cái linagliptin này thì đường thải trừ của nó là qua mật ruột nhá, đó. Còn tất cả ba cái thuốc này là đường thải trừ qua thận, ok nhá. Thế nên mình đã trả lời được câu hỏi test trắc nghiệm ấy chưa, là cái thuốc này thì thải trừ qua đường mật ruột, gọi linagliptin, thì sẽ không cần chỉnh liều trên bệnh nhân, không cần chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan, đúng không, và suy suy gan và suy thận nhá. Đấy, và hậu cơ bản ấy, thì hầu hết bốn cái thuốc này, một này, hai này, ba này, bốn này, thì thường sẽ được không được khuyến cáo trên những bệnh nhân mà
suy thận mạn, đúng không? Khuyến cáo trên bệnh nhân là suy thận mạn giai đoạn cuối chẳng hạn thì chúng ta không khuyến cáo sử dụng thuốc này nhá. Đấy, và ngoại trừ cái thuốc này này thì dùng được cho bệnh nhân suy thận, được chưa? Đấy, và các cái thuốc này thì có cái liều lượng khác nhau thì các bạn cái này có thể tra nhá, có thể tra nhưng bạn nhớ cái đường thải trừ nhá. Đấy nhá, và có một cái câu hỏi khi mà test hỏi nhá, test hỏi này, ví dụ nhá, bệnh nhân đái tháo đường type 2 đúng không, là đã có bị viêm tụy cấp đúng không, viêm tụy cấp mà đái đường thì đang dùng thuốc ức chế DPP4, thế bây giờ hỏi rằng là dừng thuốc nhá, dừng thuốc đó hay là giảm liều đó, giảm liều đó hay là gì, hay là đổi thuốc đó, hay đổi thuốc đấy, có cái câu test, các bạn chọn như thế, các bạn chọn đáp án nào nhá, được chưa? Ví dụ chẳng hạn như là bệnh nhân là đang ví dụ bệnh nhân là anh nói ví dụ bệnh nhân là đang dùng sitagliptin đúng không, được chưa? Bạn sitagliptin, bệnh nhân đang dùng sita, cái cây này sitagliptin, được chưa? Đó, thuốc này này, ví dụ bệnh nhân là đang dùng liều là ví dụ trong test hỏi là đang dùng liều 100 mg, được chưa? Đấy, mà bệnh nhân lại viêm tụy cấp mà lại có suy thận đó nhá, bệnh suy thận mức lọc cầu thận 50 ml trên phút chẳng hạn, ví dụ như thế, thì bây giờ dùng như thế nào đúng không, dừng thuốc tức là giảm còn 0 mg, giảm liều thuốc trên bệnh nhân là suy thận nặng chúng ta giảm còn 25 mg, hay chúng ta đổi thuốc tức là đổi sang linagliptin đó nhá, thì bạn chọn đáp án nào nhá. Thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ chọn đáp án là A này, B này, C, chúng ta sẽ chọn đáp án là gì, chúng ta sẽ chọn đáp án là dừng thuốc nhá, đúng không, nếu có viêm tụy ấy đúng không, được chưa? Đấy, và chúng ta sẽ phải dừng thuốc, và những cái thuốc này, đặc biệt những cái thuốc D4 này thì sẽ cẩn trọng trên những bệnh nhân là có tiền sử viêm tụy cấp, được chưa nhá. Đấy nhá, và các bạn nhớ là gì, khi mà phối hợp nhá, khi mà phối hợp giữa các cái DP4 và SU này thì nó là tăng hiệu quả kiểm soát đường máu, được chưa? Ví dụ nên là nó sẽ khi đó thì sao, thì xảy ra chuyện gì thì sẽ có nguy cơ là bệnh nhân là hạ đường huyết đúng không, thế như vậy là mình phải cân nhắc cái liều SU khi mà đã phối hợp thì mình cũng phải giảm bớt cái liều SU đi, kiểm soát cái đường máu nhá. Cái các bạn phải nhớ rằng là gì, các bạn nhớ rằng là này nhá nhá, đúng chưa, đúng không, nếu mà bệnh bạn kiểm soát đường máu của bệnh nhân ấy đúng không, ví dụ đường máu mà cao ấy nhá, ví dụ tầm độ 10 đến 12 ấy, đúng không, thì bệnh nhân là chưa chắc đã chết đâu, nhưng mà nếu mà bệnh nhân là bạn kiểm soát đường máu nó đẩy xuống còn 2,5, ví dụ bệnh nhân có những cơn hạ đường huyết, đặc biệt trên những bệnh nhân một là xơ gan, hai là suy thận đúng không, bệnh nhân sẽ rất là có nguy cơ hạ đường huyết đúng không. Còn tại sao lại thế, thì trong các cái thì bạn phải học lại hóa sinh về các cái tác dụng của insulin nhá, các cái tác dụng của insulin này đúng không, và nhớ là cái đường đào thải của cái insulina thì sẽ phân hủy insulin, thì cái men đấy có hai nơi, một là gan, hai là thận, ok chưa? Đó nhá, đó thì trong các bài nội khoa về đái tháo đường thì anh đã nói kỹ hơn cho các bạn rồi đấy à. Ok, thì các bạn cứ chịu khó các bạn xem lại. Ok rồi, chào tạm biệt các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhá. Thì các bạn cố gắng này, các bạn cứ quyết tâm, các bạn cứ quyết tâm nhá, ôn thi nội trú đi nhá, được chưa nhá. Thời gian nếu mà cần và đủ thì chỉ cần 1 năm thôi nhá, chỉ cần 1 năm thôi, nếu mà cầu kỳ hơn thì sẽ cần phải 2 năm, nhưng mà các bạn nhớ là các bạn là gì, các bạn phải học hiểu nhá, hiểu các cái vấn đề, hiểu vấn đề không, bạn học hiểu nhá, các bạn đừng đừng có học test, các bạn hiện học test các bạn thuộc đáp án là không hiểu, các bạn đi thi các bạn không thi được đâu nhá. Đó nhá, và có một cái kinh nghiệm khi mà ôn thi nội trú anh dạy các bạn là gì, mình học những cái gọi là cái special đúng không, là tất trong tất cả những cái thuốc mình không thể học hết được, mình sẽ học những cái thuốc đặc biệt, nhớ chưa, học những cái thuốc đặc biệt thì cái mà theo trong các cái test hỏi thì sẽ xác suất sẽ rơi nhiều vào đó nhiều hơn, bởi vì người ta sẽ chỉ hỏi những cái đặc biệt, nó là cái điểm nhấn mà đúng không, ví dụ linagliptin thì sao, thì không cần chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận đúng không,
Ok, rồi chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn có thể nhắn tin qua Zalo cho anh nhé, 0336 644 727 nhá. Được chưa? Ok, rồi, cảm ơn các bạn.